Mọi người ơi, bây giờ đi ra khơi tức là rồi coi cà hốt ngồi đó. Rồi cà hốt người đi bắt ếch mà mặc quần đùi, mang dép đồ giống như đi tán gái vậy đó. Rồi quay đầu lại, ha nghiêng đem chạy ở bên bên đây. À, tắt bên đó chạy. Quá dữ luôn, đồ hồ chiều lại miền Tây Canada trong lành không? Đồ ác luôn. Cứ giữ nè. Mọi người thấy ông chết đây rồi, cái đóng thiên mà không 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 con cơm dịch ở đây mà không có bắt dịch luôn đi ra thì đi kiếm ếch thôi bà ơi, dịch nằm ngóng chứ nằm hàng hè luôn nè, thấy lông cua trời. Mà đi hồ các bạn, đi hồ bắt ếch tiếp nè. Ếch Canada ngon quá, bởi vậy phải đi bắt tiếp rồi. Mới từng ếch mà cứ đặt
Ngon cơm. Lấy bên tay trái. Ok. Khiu khiu ra. Ok. Tay trái chút. Được rồi, nó đôi lúc nó nằm ở dưới mình thấy gì không, chứ kéo lên ok lắm á. Cái đầu đó là ok lắm á. Chút xíu nữa. Ok. Từ từ đừng có nôn nữa lên. Tí nữa. Chút xíu nữa. Chút xíu nữa. Nó không ăn trời bà mẹ mày. Chết mẹ tao út. Đụ mẹ. Nó không có rong, nó vô lẹ lắm. Cái giờ lên bên tay phải, tay phải bên tay phải, tay phải mọi người treo đó, nó nằm á bên tay phải chút xíu nữa. Ok, slow, tới nhẹ nhẹ thôi. Bên tay phải chút xíu nữa. Ok rồi. Chết mày với tao. What? Bên tay phải. Từ từ. Ok. Chút xíu nữa thôi. Ok, được rồi hả? Tí nữa chút xíu nữa. Ok, good đó. Chết mày với tao. Bằng con đầu tiên. Đùa tiền ác á. Rồi nữa. Đùa tiền thấy ác quá nha. Xíu nữa. Kè quá đó. Tí nữa. Đồ con nhỏ thôi à. Bạn ơi, ớt không thấy mà thấy trăng còn lơ lửng trên cành. Trăng bây giờ còn lơ lửng nữa. Đèn building thì vẫn sáng. Ớt thì kêu ệt ệt mà bắt không được. Bữa nay đi thất bại rồi các bạn ơi. Bữa nay đi được mấy em à? 6-7 em à? Mày nhỏ nhỏ không à?
không giống như bữa bữa mười mấy em bữa nay thảm quá, bữa nay chắc được dĩa ngày mai nhậu thôi. Thành quả bữa nay có bao nhiêu đây thôi.